Nói chung á là mình nghĩ cho xa, sao mình không nghĩ ngày mai này là sư Minh Tuệ được thành Phật. Hôm nay á tôi quay phim để làm tài liệu để một ngày mai này là một di sản văn hóa để cho tất cả chúng sanh đều hiểu. Cái lúc ấy ngài là một người bình thường như thế này nè, lần lần ngài sẽ tu đắc quả như thế ấy, ngài vượt qua từng cái chi tiết. Thì cái cuộn phim này là một cái món quà vô giá cho chúng sanh. Hôm nay cái bức tượng làm đây để cho cái thời son trẻ của ngài nó như thế, để làm kỷ niệm lại ngày mai này ngài thành Phật. Thì đấy, để cho chúng ta nhắc nhở lại chuyện xưa, thấy không? Thì nó hay quá, có gì đâu mà mình phải nghĩ một cái xa vời, để rồi cái người mà người ta đã làm nên bức tượng ấy vì người ta quá ngưỡng mộ, thì ông ngưỡng mộ ai thì ông được quyền làm người nấy, người khác đừng có phê bình rằng đúng hay sai, đúng hay sai chuyện của thiên hạ, không phải của mình. Và đời mạt pháp này thì tất cả nó chỉ còn lại có chữ A Di Đà Phật thôi quý vị ạ. À, tôi không có nhớ tường tận được, tôi chỉ nói lướt qua thôi. Cuối cùng tới ngày cuối cùng á, là nó chỉ còn lại bị ngày cuối cùng là không còn hành được cái gì nữa hết. Nó chỉ còn Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là đây là về đích. Cho nên ngài muốn nói cái chỗ này nè là quý vị sẽ đi về đích thành Phật. Phật là hư không, không cần phải biết tên Phật đó là ai. Phật không muốn mình đặt tên đâu. Tại do chúng Nhưng mà sanh. ngài nói như vậy để ngài chỉ điểm cho quý vị, hãy A Di Đà Phật đi, quý vị sẽ thành Phật A Di Đà Phật, tôi sẽ làm Phật A Di Đà Phật chứ quý vị xem nè. Để tin Hãy tưởng không? xem đi, một ngày nào đó ngài sẽ thành Phật. Ngài nói những lời khẳng định như thế. Dạ, thì hôm nay cũng có một cái nhân viên con cũng gặp lại chú Bảy á. Thì như mọi khi thì có một cái vị khán giả hỏi như thế này nè chú Bảy ơi. Thì trong những cái cuộc hành trình mà đi lễ thì có nhiều cái căn và nhiều cái người mà người ta cứ đi vòng vòng như vậy hoài đó. Thì đi như vậy thì có được giải thoát không? Mong mọi người chú Bảy gieo duyên cho mọi người chú Bảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Lễ phép kính chào toàn thể quý ông bà cô bác và anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ kính mến. Hôm nay cũng nhân dịp anh em huynh đệ gặp nhau, tôi cũng mọi nói lên đôi điều để mong rằng quý ông bà cô bác hoan hỷ để mà cùng nhau mình chia sẻ, để dìu dắt nhau để đi về con đường chánh đẳng chánh giác. Thì qua cái câu hỏi của em á là hỏi rằng cái hành căn mà đi vòng vòng á rồi cuối cùng có được giải thoát không. Tại vì quý vị không hiểu, với tôi thì đoàn hành căn tôi đang dẫn tất cả những người hành căn để về xả căn, để nghiệp căn, để trở về chân như để sống đời thượng thánh đức. Hôm nay á có người, nhiều người người ta rất là kỵ, rất là ghét cái sự hành căn, nhưng rồi đây trong năm nay quý vị sẽ biết trong thân mình là như thế nào. Có nhiều người bị mười mấy 20 năm nay bị căn nhưng mà mình chưa từng biết mình bị căn luôn, cứ đi bác sĩ nó ăn tiền, cứ lại khám là không có bệnh, nó nhức đầu rồi nó ngăn ngăn ngực, nó nặng vai rồi nó đau cái chân, rồi cứ đi mãi lại thầy này thầy kia nói đủ thứ, nhưng rốt cuộc rồi về nhà nó vẫn cứ đau, cứ hết thầy này qua thầy khác, rồi tiền bạc không biết là đổ ra bao nhiêu. Hôm nay á nhân dịp gặp tôi thì tôi mới dìu dắt anh em huynh đệ hành căn, tôi hài ra tất cả những sự việc ở trong thân. Tại vì sao mà mình lại bị như thế? Tức là cửa quyền mình nhiều đời làm thầy mà mình chưa từng biết. Hôm nay á cái ấn nó đang nằm trong thân của mình thì cơ binh cũng phải theo để bảo vệ cái ấn này. Và nếu như cái cơ binh mà bùa đó làm thầy đó nó giống như con dao hai lưỡi quý vị ạ. Nếu như anh làm cho người ta
sai tôi làm bất cứ việc gì tôi cũng làm, nhưng về phải cúng cho tôi ăn thì được. Anh không cúng thì tôi làm anh luôn. Cho nên người con cháu mà bị cơ binh của cửa quyền mà làm thầy đó, thì về hành nếu mà người ta không tin đó, là người ta sẽ đi đá cùi bắp luôn đó quý vị. Tức là mình không biết gì, quan gia trái chủ, đây là gọi quan gia trái chủ. Nó về nó chiếm cái thân luôn, đi ngoài đường không biết đường về nhà, rồi không mặc áo quần, không ăn cơm nước, mình mẩy dơ giấy vẫn cứ đi, không biết đi đâu về đâu và không biết mình là ai luôn. Tôi rất là thương tâm cho mấy người này, nhưng mà họ đâu có biết. Vô cái trại tâm thần quý vị ơi, trùng trùng điệp điệp trong trọng. Nhưng mà làm sao tôi cứu hết khi người ta đã uống rượu phạt. Khi mình mới bị thì có nhiều thầy người ta soi, người ta coi mình, người ta nói cửa quyền ông làm thầy, ông hãy nên cúng kiến đi mà để trở về để mà làm thầy đi. Thì ông sẽ hết, nhưng đâu có tin. Rốt cuộc rồi tới uống rượu phạt rồi mới kêu tôi đâu có thể cứu được quý vị. Tức là hôm đó có hai cha con đó đi về tới nhà tôi, thì ổng bị phạt là hai cái tay của ổng nó bị sụi lơ vậy nè. Muốn đỡ cái tay này thì phải nương cái tay này đỡ tay kia lên, chứ không thể dỡ nổi. Còn cái chân đi bại bại, tức là phải có một người kế bên để nương tựa. Rồi như vậy thì nó còn cái gì nữa để mà chỉ dẫn. Mà nói thì ổng đâu có nghe, ổng muốn làm sao cho nó hết để tôi trở về tôi làm ăn thôi. Chứ không có phải mà làm cho hết để mà tôi về tôi gắn tu để tôi cứu vớt cửa quyền. Biết bao nhiêu là cái vấn đề đưa đến cho tôi, và tôi nói nếu mà cái chân lý mà anh em nghe được thì anh em tự hành và nó tự hết. Còn anh em không nghe là tùy duyên thôi. Tôi rất là đau xót, nhưng đâu phải ai cũng nghe mình cái gì. Nó khổ lắm. Người đó nó thuận duyên với mình, có duyên sâu với mình, là cửa quyền họ đang có đi bên trăm quan á, thì cửa quyền triệt họ lại đến với mình. Tức là nó có nhân duyên thì họ không cản được. Còn nếu mà cử quyền họ đi bên sai không á, thầy bùa không á, thì họ không thích lại gần tôi. Những lời nói của tôi họ nghe rất là sốc. Bây giờ tôi sẽ kể qua cái chỗ em hỏi nè. Tức là họ bị hành căn. Trước hết là cái nghiệp về nè. Một giai thần hổ về nè, giai tiên về nè, giai trăm quan về nè, giai cử quyền về, rất là nhiều giai. Nhưng tôi sẽ nói tới cái thời kỳ ngũ chi hiệp nhất, tức là tam giáo quy nguyên, rồi ngũ chi hiệp nhất, tức là từ giai người nè, rồi lên giai thần nè, là thần hổ đồ về đó, rồi lên giai tiên nè, rồi lên giai thánh là giai Bồ Tát nè, rồi giai Phật là năm giai, gọi là ngũ chi hiệp nhất. Nhưng mình khi mà mình về á, mình trình chầu để làm gì quý vị? Để sinh lực. Mà quý vị chặn ngang là nó nghẹt điển, nó mệt. Và quý vị cứ để tự nhiên cho người ta ra trình chầu, người ta thét lên cho lớn để người ta giải trượt trong thân. Bởi vì trượt nó đang đeo bám mình, những con vật nó đeo bám trong thân này. Gà quánh nó gồng cái tay, nó đưa ra gì để cho nó văng cái trượt ra, để cho thân mình nó được thành. Thì cũng làm nhiều lần như vậy, thì do nơi cái công tu tập của người ta nó mới được cái quay thần này. Đấy, rồi cái quay thần người ta đạt được rồi, bắt đầu người ta tới cái giai tiên về. Nếu người ta có giai kiếp xưa người ta đạt, ta hiệp về tới người ta về tới giai Bồ Tát hạnh, thì người ta nếu là nữ thì được mẹ về. Nếu tiền kiếp xưa từ mẹ chiết thân ra thì hôm nay mẹ sợ hiện về nhận được kim thân thì họ sẽ được về phụng. Thì lúc này họ sẽ nắm cơ trời, bởi vì mẹ là hiểu được cơ trời. Mẹ ẩn hiện cho biết ngày mai này con đi đâu, con làm gì, và người đó đối với mình đúng hay sai, và người đó là nhiệm vụ gì. Cho nên mẹ tiết lộ, tự nhiên người này ngồi vậy mà người này biết được người kia hết. Quý vị thấy nó quyền diệu và màu nhiệm không? Có phải họ là một vị Phật đang tái thế không? Đấy, nhưng mà có ai biết được đâu. Còn người nam á, thì điển của cha về là gồng về, tướng tinh của mình là gồng. Còn bên kia tướng tinh là phụng. Và phụng với gồng á, là ở trong vô vi người ta mới hiệp cùng nhau, ta đi xây một cái cơ trời này, người ta bay ra khỏi cái quả địa cầu này. Cái quả địa cầu này nó tròn như cái quả banh như quý vị, nhưng mà ở trên cái đỉnh nó sẽ có một cái lỗ hổng, và mình sẽ bay ra khỏi đó bằng cách là mình tu, mình buông bỏ tất cả, từ
vô cực, mà mình ra lưỡng nghi thái cực tam tài tứ tượng ngũ hành bát quái, rồi nó nhất thù nó quy ra dạng bổn, là nó muôn dạng kiếp mình đi từ đời bàn cổ sơ khai đến giờ. Nhưng hôm nay mình phải buông bỏ hết, mình trở về từ vô vi, rồi từ giờ đang hiệp đó là vô vi, gọi là ngũ chi hiệp nhất đó. Còn sát hữu mình sao? Mình phải tu thân tâm mình, buông bỏ dòng đời, buông bỏ hết để trở về nữa, mình hiệp cùng cửu quyền mình nữa, thì mình sẽ được tướng tinh mình về, cha về. Tức là cái người này đạt rồi thì người ta luôn luôn lúc nào trong thân tâm người ta cũng thể hiện cái tánh từ bi và cái tánh thường lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Đấy, thầy đã giới thiệu như vậy, nếu ai được như vậy thì người này đã đạt đạo. À, nói đơn gọn cho quý vị biết. Còn quý vị chê căng thì quý vị một ngày nào đó quý vị sẽ biết. Có một dịp nọ tôi đi về và cửa quyền về than tôi thế này, bởi vì tôi hồi đó cũng thắc mắc, tôi rất là hỏi những cái câu chuyện mà trong bề vũ di á. Bây giờ cửa quyền về mà bây giờ cái người đó người ta không chịu vũ di, rồi bây giờ mình phải làm sao? Ta cấm kỵ trong thân người ta, không có muốn ai lên hay xuống hết trơn á. Rồi người ta có thể tránh con đường đó được không? Ta hỏi những câu thế đó. Rồi vô vi mới hỏi ngược lại với mình: tôi là cửu quyền của người đó và kiếp xưa của người đó, tôi về để tôi trợ duyên với người đó, để hiểu biết được trong vô vi, tôi ẩn hiện để tôi chỉ dẫn, mà bây giờ nó chê tôi rồi, ai là cái người dẫn nó về? Bây giờ nó chê mình hoài rồi, quý vị có về dẫn nó không? Nó coi mình không ra gì, nó mới nói mình là ma, mình là quỷ, rồi mình hiệp vô nó không chịu, rồi quý vị làm sao dẫn nó được? Thì thôi, mọi sự cái tùy duyên, nó muốn đi đâu nó đi và nó về đâu nó về. Cửu quyền rất là đau buồn khi cái người mà phỉ báng cửu quyền mình, thấy không? Cho nên là cái này tùy duyên của mọi người thôi, chứ còn tôi không làm sao nói hết. Còn nói về hành căn mà quý vị ém là quý vị sai rồi. Cửu quyền mình muốn dẫn cho mình tốt, chứ không phải cửu quyền muốn hại mình. Nhưng mà trong thân mình đau là do nơi quan gia trái chủ. Còn cửu quyền thương mình vô cùng. Tôi hỏi chứ cái kiếp xưa là mình, cửu quyền mình là mình, rồi bây giờ mình về hại mình sao? Quý vị suy nghĩ cho kỹ coi, mình có bao giờ hại mình không? Mình thương mình vô cùng, về để mình dẫn cái sát hữu này về, nó gắng tu đi, gắng buông bỏ đi, để ta về ta hiệp với ngươi. Đấy, như cũng như câu chuyện của Ngũ Tổ đó, hay là Tổ Sư Đạt Ma đó. À, quý vị thấy khi mà ông thấy kiếp xưa về thì ngài mới hỏi ông lại: ta là ngươi và ngươi là ta. Thì nói như vậy để cho quý vị biết, nó có chứng minh, có sách sử để ghi lại cho quý vị biết rằng người xưa cửu quyền mình chính là mình. Rồi, chứng minh đôi câu vậy thôi để trả lời cho em biết, và em tiếp tục để hỏi câu khác để giao duyên với quý ông bà cô bác của anh chị em. Dạ, thì từ khi mà xuất hiện cái bước chân của ngài Sư Minh Tuệ, thì có phải đây là cái cơ trời mà để hiện ra cho ngài Sư Minh Tuệ, cho những cái người ta thấy ngài, hoặc là do tiên thánh thành Phật hiện ra để cho mọi người tỉnh ngộ không chú? Đúng rồi, em hỏi rất là hay. Đây là cái cơ thiên định em ạ. Cho nên không có làm sao mình có thể ngăn chặn bước đi của ngài được. Và tôi mong ước rằng quý ông bà cô bác của anh chị em nào được gần gũi thì hãy nên trợ giúp cho ngài, thì các ngài được công đức vô biên. Và các ngài nào mà chê trách thì ngài đó sẽ mang họa lập tức. À, đây là cái bổn phận sự của ngài và nhiệm vụ tới cái màn cuối này. Ngài về để ngài độ chúng sanh quý vị ạ. Có nhiều khi tôi đọc đến rồi tôi suy tư, tôi nói ngài có làm điều chi nên tội với chúng sanh? Người ta có nói gì mình không mà mình lại chê trách người ta, mình nói nặng nói nhẹ người ta, rồi mình được cái gì hay là mình mang quả? Rồi ngài mang cái sứ mạng, cái hoài bão trong thân, tôi chỉ mong ước sao để tôi đạt thành chánh quả, để tôi đem cái chánh quả này tôi báo hiếu cho cha mẹ tôi, để tôi gia hộ độ cho tất cả chúng sanh. Quý vị có thấy cái ước nguyện này nó cao đẹp không? Nó trùng hợp với
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni không quý vị? Cái người xưa á, mà mình nguyện cái gì từ kiếp trước mình á, mà chưa xong á, kiếp sau lại làm tiếp, cái bổn nguyện này là không sai quý vị à. Thì quý vị cứ so sánh gì quý vị biết đó là cái bổn nguyện của ai và ai có thể hành được những cái bước chân của ngài qua những cái hạnh nguyện của ngài qua những cái chuyện ngài hành đạo, chỉ có Phật trở lại mới làm được quý vị. Không bao giờ một người phàm nào có thể làm được. Quý vị không suy tư từng chi tiết một, bởi vì ngài đã buông bỏ rồi, lấy giáo lý của thầy ra mà mình so. Thầy nói xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Cái người này là quá tuyệt vời, làm y như khuôn mẫu của thầy. Không cần danh, lợi, tình, ngài đã chối bỏ. Dường như cái thân của ngài, ngài đã bỏ luôn, thì ngài đã hiểu được cái lý vô ngã của nhà Phật. Mà thầy nói hãy tìm hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, cố gắng thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Đấy, mình đã đi về tới cái lý vô ngã là thân mình còn quên luôn tất cả vì mục tiêu, vì muốn mình giác ngộ. Để đem cái điều giác ngộ của mình, đem cái sự hiểu biết của mình để cống hiến cho toàn cả chúng sanh, toàn cả thế giới là cái điều hạnh phúc nhất của ngài. Tôi nguyện cầu ơn trên 10 phương Phật luôn gia hộ độ cho ngài có một sức khỏe, sức mạnh phi thường, một ý chí vượt bậc để ngài hoàn thành cái tâm nguyện. Ngưỡng mong ơn trên cha mẹ thầy tổ luôn gia hộ độ cho ngài con vô cùng ước nguyện, và con cũng nguyện một ngày nào đó đủ duyên con sẽ được diện kiến ngài, và con nguyện sẽ đi theo ngài và trợ duyên cho ngài. Con nguyện làm sứ giả, con mong ước một ngày nào đó con sẽ làm tròn cái ước nguyện của mình. Con nguyện làm một bếp cơm không đồng để đem đến cái sự an lạc cho tất cả những người hành căn họ đang bị rất là vất vả quý vị à. Tôi thương những vị hành căn vô cùng, bởi vì họ đây là duyên nghiệp của họ và cử quyền đang chuyển, họ không làm được, rồi không ăn ngủ được, rồi nhà cửa không còn nợ nần chồng chất, rồi mai này biết đi về đâu ra sao, rồi biết mình tu có chứng đắc được hay không. Cho nên những cái nỗi niềm suy tư ấy làm cho tôi vô cùng thổn thức và đau khổ. Tôi muốn làm sao để đem một cái niềm vui, một miếng cơm nho nhỏ cho họ được, một miếng cơm manh áo để che thân họ, để cho họ hoàn mãn cái sự hành căn của họ, để mà họ đem cái sự đắc đạo của họ được tới giai nào để họ về chợ giúp cho tất cả mọi người. Rồi một ngày kia nếu tôi làm thành cái sở nguyện của tôi, và tôi nguyện sẽ đến bên Sư Minh Tệ, lúc ấy là Sư Minh Tệ đã đạt thành sở nguyện rồi. Tôi nguyện theo làm sứ giả của ngài, và ngài muốn gì, ngài cần gì, tôi sẽ giúp cho ngài được tội nguyện, để ngài đem cái sự hiểu biết của ngài, trí tuệ của ngài, để mà ngài cứu giúp cho tất cả chúng sanh muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu ơn trên chứng giám cho tất lòng thành của con, để một ngày nào đó con sẽ được tội nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn chú Bảy. Mà có một vị khán giả này á, chú Bảy thắc mắc như thế này: tại sao mà Sư Minh Tệ đang hành theo giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ, mà tại sao ngài nguyện thành Đức Phật A Di Đà tận độ chúng sanh trong cái thời mạt pháp? Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì ngài muốn nói lên một cái giáo pháp á, đời mạt pháp này thì tất cả nó chỉ còn lại có chữ A Di Đà Phật thôi quý vị ạ. À, tôi không có nhớ tường tận được, tôi chỉ nói lướt qua thôi. Cuối cùng tới ngày cuối cùng á, là nó chỉ còn lại bị ngày cuối cùng là không còn hành được cái gì nữa hết. Nó chỉ còn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là đây là về đích. Cho nên ngài muốn nói cái chỗ này nè, là quý vị sẽ đi về đích thành Phật. Phật là hư không, không cần phải biết tên Phật đó là ai. Phật không muốn mình đặt tên đâu. Nhưng mà ngài nói như vậy để ngài chỉ điểm cho quý vị
hãy A Di Đà Phật đi, quý vị sẽ thành Phật A Di Đà Phật, tôi sẽ làm Phật A Di Đà Phật chứ quý vị xem nè. Hãy xem đi, một ngày nào đó ngài sẽ thành Phật. Ngài nói những lời khẳng định như thế. Dạ. Thì có những cái người khán giả hỏi như thế này là chú Bảy à, phải nghèo là thiếu phước không? Thì ví dụ như nếu mà mình muốn được phát tài hoặc là làm những cái việc gì mà nó trôi chảy á, thì con mong chú Bảy gieo duyên cho những cái người đó để người ta biết, người ta được mau mau được hóa giải cho chú Bảy. Rồi hôm nay để hỏi câu này á thì nó cũng nghiêng về qua lực cái nhân quả. Dạ. Mà thầy nói là không làm phước thiện thì quả e đến mình. Dạ. Rồi mình tu mà mình không làm cho chúng dân nhờ thì tu hành như thế bao giờ mới nên? Hoặc là người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Quý vị thấy những lời văn của thầy nó rất là tuyệt vời mà để lại cho chúng ta, để chúng ta soi lại nỗi lòng chúng ta. Mà thầy chê cái chỗ là tu hành mà dĩ kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Tu mà mình cứ lo cho mình không à, tu mà mình muốn đủ cái phương diện cho mình, để mình cho cái ấm thân mình, rồi mặc tình ai nghèo, ai khổ, ai đói gì đó, kệ ai, đó là chuyện nhân quả của họ, không phải của tôi. Như vậy là chưa phải là một nhà tu. Một nhà tu chân chánh thì phải đầy lòng từ bi, đầy lòng bác ái và ban vui cứu khổ cho mọi người, ấy mới thật sự là nhà tu chân chánh. Đó, lướt qua thôi, tôi không có thể chỉ chi tiết, mà quý vị cứ thấy người nào như thế là người đó mới thật sự là tu chân chánh. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, thì sẵn đây có khán giả hỏi như thế này chú Bảy. Ví dụ như mình niệm Phật mà mình niệm lớn hoặc là niệm nhỏ thì niệm như thế nào là đúng? Và ví dụ như mình ngồi mình niệm hoặc là mình nằm mình niệm thì con mong chú Bảy gieo duyên cho mọi người nghe để hiểu về mấy cái chữ mình niệm Phật đó chú Bảy. Rồi, xin nói về pháp môn niệm Phật để trở lại nữa, như nó chi tiết nó nhiều cái góc cạnh để mình nhìn về pháp môn tịnh độ lắm quý vị ạ. Dạ. Ví dụ như bây giờ để hỏi niệm lớn, niệm nhỏ, niệm thầm. Thì cái mình niệm lớn á, để cái âm thanh mình niệm đó, để mình xua tan những cái tiếng gì đó, nó xung quanh mình nó ồn ào quá, mình niệm lớn hơn nó, để rồi mình giữ cái tâm mình cho nó được trong chánh niệm. Rồi nếu mình niệm thầm á, thì mình niệm, mình giữ chánh niệm để làm sao cho nó vô đạt được chánh niệm. Cái niệm nào á, nó cũng đem cho mình làm sao cho thân tâm mình nó được an lạc, nó thường trụ. Rồi bây giờ nằm ngồi đi đứng ngủ mà cũng niệm thì như vậy cái nào đúng? Tức là cái đúng á, là do nơi cái chữ niệm Phật, cái Nam Mô Di Đà Phật, nó cũng không phải là chữ này đúng mà nó cũng không phải là chữ này sai. Quý vị phải hiểu cái nghĩa là mình lấy cái câu niệm Phật để mình xua tan tất cả những cái vọng niệm khác của thế gian. Bởi vì trí mình không bao giờ nó ngừng nghỉ. Ví dụ như bây giờ tôi không niệm Phật mà tôi niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là tôi niệm Duy Trì Kim Mẫu, hay là tôi niệm ai đó cũng được, hay Đức Ngọc Hoàng gì cũng được, đúng không? Thì cái tâm mình nó thanh tịnh, quý vị niệm ai nó cũng thanh tịnh. Mà quý vị nó không thanh tịnh á, cho dù quý vị niệm ai nó cũng không thanh tịnh. Rồi bây giờ niệm đứng, niệm ngồi, niệm nằm, niệm đi. Quý vị khi mà quý vị cái tâm mình mà nó đang vọng động, mình ngồi lại để mình quân tập lại, thì mình niệm để cho nó vô một cái chánh niệm, nó vô nhập định và nó đang vô trong chân không. Tâm mình đang cảm nhận được ngũ sắc dần chán, mình đang nặng, tức là mình đang vô rồi nó phóng xuống toàn thân, mình vô toàn thân, nó lung linh, gọi là nó vô nhập định. Thì ấy là rất là tuyệt vời. Khi mình đã mỏi chân rồi, mình buông ra, mình xả, mình đi, thì mình đi nhưng mà cái thân tâm mình, cái tâm trí mình á, nó vẫn còn nhức nhức. Thì quý vị đi dần chán vẫn còn nghe nặng, quý vị lại đang mỏi quá, quý vị lại đang giỏng nằm mà quý vị không có xả cái tâm, xả cái thân thôi, thì chán quý vị vẫn còn nghe nặng, quý vị vẫn còn nghe, nó nhức tâm, vẫn còn nghe niệm. Tức là khi mình đã nhất tâm rồi, quý vị đi cũng được, mà đứng cũng được,
mà nằm cũng được, mà ngồi cũng được. Cho nên vậy người ta đang ngồi thiền để vô nhập định và đại định. Quý vị thấy lúc đó ngủ hay thức, và lúc đó có niệm hay là không? Quý vị sẽ cảm nghĩ coi và nhớ lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, ngài ngồi thiền, ngài có niệm Phật hay không? Mà phải ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Phật là phải trở về trong chân không diệu hữu. Phật là phải nhập định để biết tất cả muôn loài vạn vật. Và đang sống hừng hực trong thân tâm quý vị ạ. Ấy mới gọi là Phật. Thì đó, qua đôi điều của em hỏi thì tôi nói về cái pháp môn tịnh độ. Mình đọc lớn tiếng hay đọc nhỏ tiếng, hay là mình đọc trong tâm, cái chủ yếu là để cho mình trở về cái nhất tâm và cảm nhận được cái tâm mình nó về chân không diệu hữu ấy là được rồi. Cho nên thầy mới chỉ mình rằng hãy trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, và luôn quán chiếu thân tâm mình, tức là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, tức là nó không dính một bụi trần nào. Rồi đường đạo đức bước đi từ nắc ngoại quan hình, bất chấp kỳ hình. Hình thức của mọi người bên ngoài sống người đời là nó muôn hình dạng trạng, không thể nào mình phải chi tiết họ đúng hay họ sai, họ xấu hay họ đẹp, họ trai họ gái, chuyện đó của họ không có quan tâm gì đến người tu. Người tu là chỉ luôn luôn nhớ đến thân tâm mình động hay tịnh, và luôn giữ cái chánh niệm để diệt cái tà niệm, là người tu này đã đi về đích. Đó, nói như vậy để cho đệ hiểu. Khi người ta đã giữ cái chánh niệm rồi thì cái người đi kế bên này hỏi người đó là ai. Dạ thưa, tôi cũng không biết người đó là ai, tôi cũng không cần quan tâm người đó là ai. Đó, vậy đó. Dạ. Thì có một cái vị khán giả hỏi như vậy nè, chú Bảy ơi. Thì có một cái người đó mà người ta cũng ngày thường ngày đó là cũng ngồi thiền, nói chung là cũng niệm Phật, nhưng mà đã ngồi rất là lâu rồi mà cũng chưa có ngộ ra, là cũng khoảng nhiều năm thì cũng chưa có đạt được cái gì, thì con cũng mong chú Bảy giao duyên chỉ điểm cho một cái vị khán giả đó để mau đạt được cái quả cho chú Bảy. Và đấy, tôi nói lên cho quý vị, không phải ngồi niệm Phật là mọi người ai cũng niệm đâu, phải ngồi làm thinh. Dạ. Tưởng đâu người đó đang vô nhập định, tưởng đâu người đó nằm niệm Phật. Nhưng thật sự rằng mình đang ngồi, tâm mình nó đang vọng động là một. Mình đang ngồi, những kiếp xưa đang về chụp mình, và người ta ngồi không chơi à, để người ta quán chiếu thôi. Chứ người ta không niệm Phật, tức là ngồi không vậy đó, để quán chiếu về công việc này, công việc nọ cho tận cùng nó như thế nào. Rồi cũng cuối cùng nó cũng không đi về đâu, cái mục tiêu á. Mình ngồi niệm Phật để ngũ sắc đưa về, để nó giải trừ cái quan gia trái chủ của mình, giải trừ được nghiệp chướng. Ví dụ tôi nói một con gà, một con heo, một con chó, một con cá, mình đã giết nó là một con vật, nó đeo bám mình, nó không có trí tuệ để suy nghĩ một việc gì. Hôm nay chúng ta đã niệm Phật, đã nhập định rồi, chúng ta được chủ nhân ông về, thì ngũ sắc đang phóng về thân mình. Và cái con cá nó sẽ được nhận cái ngũ sắc này, và cái ngũ sắc này nó có một cái công năng huyền diệu là nó ban vui cứu khổ. Từ con cá nó sẽ hóa thân, vì nó có một cái thần lực, nó nhận được rồi nó có một cái thần lực. Nó từ 1 tuổi là nó nằm nhỏ trong thân mình ở dưới chân, và từ từ nó 2 tuổi 3 tuổi nó lớn lên, đến 10 tuổi là nó hóa cái nguyên hình trong thân mình là một con gà. Nhưng nó trở thành một con người rồi, và nó sống một thời gian, một chu kỳ nó 1-2 tháng thì nó hiểu biết được chân lý. Bởi vì do nơi mình tu tập, mình tu thì nó mới tu, mình hiểu tức là nó đã hiểu, và nó hiểu rồi thì nó nguyện thôi, thấy thân này tu rồi tôi rời bỏ thân này để tới cái số khác, giống như xe mà nằm tài vậy đó, cái số 10 này tới giờ ra đi, và số 9 sẽ bước lên số 10. Nói gì cho quý vị biết, đây là những cái công việc mà tôi đi dẫn đi để giải căn đó, thì tất cả những quan gia trái chủ đó họ về họ kể lại cho tôi nghe, tường thuật lại cho tôi nghe như vậy, và tôi giải căn này trùng trùng điệp điệp. Họ về họ kể những câu chuyện ngày xưa với chủ nhân này giết tôi như thế nào, đủ thứ cách. Đấy, tôi chỉ tường thuật đại để cho quý vị nắm biết như vậy thôi.
Dạ. Thì chú Bảy ơi, thì có khán giả hỏi gì mà thì trong tất cả các tháng thì cái tháng tháng 7 này nè thì có người thì nói là nên là báo hiếu cho ơn tròn với cha mẹ. Có người thì nói là nên đi chùa để cúng dường và cúng sao giải hạn. Thì con mong chú Bảy khuyên mọi người và có cái lời nào để nói cho mọi người nghe là việc mà mình lễ phép với cha ông bà cha mẹ là báo hiếu nè, và cái việc mà cúng chùa thì mong chú Bảy nhân viên với mấy anh em tụi con. Nói ngay mình nói đến đây á thì mình nói dù cúng chùa nó cũng không phải là sai mà nó cũng không phải là đúng, vì cái chuyện mình không hiểu cái việc gì mà mình làm mà mình không hiểu á thì nó sẽ sai. Còn việc làm gì mà mình hiểu rõ ràng, ví dụ như ông chủ chùa này ông tu ông rất là thật, mình phải tìm hiểu ông chủ chùa này ông đang cần cái gì. Cái mái chùa tôi nó đang dột nát, nó không có ai để mà trợ giúp cho tôi để mà tôi tu bổ lại, để mà sửa chữa lại cho cái ngôi chánh điện nó được, đừng có dột mưa nó ướt, tôi rất là đau lòng. Những nhà sư đâu có làm gì ra tiền quý vị, thì cái điều này quý vị làm cái điều này là công đức quý vị vô biên nếu một nhà sư tu chân chánh. Còn nếu một nhà sư mà tu không chân chánh thì quý vị càng giúp là quý vị là tiếp giáo cho giặc, quý vị không có mà quý vị là còn cộng sự, quý vị mang thêm một cái nghiệp. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình tu rồi ai cũng có phước. Rồi quý vị một nhà sư mình tu bao nhiêu năm là mình sẽ có phước rồi. Nhưng hôm nay mình nhận tiền của chúng sanh mà mình đi làm một cái việc đúng thì cái phước đức đó nó được nhân lên. Bởi vì người ta mượn mình là một nhà sư chân chánh, mượn qua tay mình, một cái uy tín của mình để đem sự làm của mình, sự hiểu biết của mình là nó thông thái hơn mọi người. Người ta không tu người ta không hiểu, rồi mình tu mình sẽ hiểu, mình làm những điều đúng để cho cái người cúng dường đó người ta được tăng thêm phần công đức. Đằng này mình không làm nhưng mà mình lại đem để xài riêng cho mình, tức là cái đồng tiền người ta cúng là người ta mong rằng người ta có phước. Hôm nay mình lại xài cái đồng tiền đó, tức là người ta đem cái tiền người ta giết gà, giết vịt, người ta mua cá, người ta làm bán hàng, người ta làm đồ tể, là cái tiền này nó rất là ác, mà người ta đưa cho mình thì tức là người ta sẽ lấy cái phước của mình và mình nhận cái ác của họ, thì mình ở đó mình trả ba trận đi, còn họ sẽ được cái phước của mình. Mà mình làm nhiều ngày vậy thì mình biết mình sẽ ra sao, rồi cái người cúng nó ra sao. Chỉ đôi điều như vậy thôi, rồi đó là lực nhân quả mà người ta sẽ đánh đổi. Rồi cái sự cúng dường, mà mình cúng dường á, tức là mình phải nhìn kỹ cái người đó đang làm cái gì và đem cái lợi ích đó nó nhằm mục tiêu nào. Bởi vì mình cúng á, mỗi cái á cũng đều có cái công đức của nó. Ví dụ như mình nhị đức háo sanh, mình muốn cái mạng sống của mình được trường thọ thì mình phóng sanh. Nhưng phóng sanh phải bằng như thế nào thì nó mới được cái phước. À, đó là cái điều mà mình phải hiểu, tức là một con vật nó bị bắt mình không có đặt trước. Ví dụ bây giờ mình lại mình mua cá đằng phóng sanh mà mình đặt cái chủ nhân đó, ngày mai ông bắt cho tôi một tấn nha, tức là tôi xúi ông rồi đó, tôi đem tiền tôi xúi ông là mát rồi đó. Còn bây giờ mình phóng sanh, mình lên mình gặp cái gỗ cá này tôi không có đặt, nhưng mà tôi thấy gỗ cá này, cái bọc ếch này, tôi tội nghiệp nó quá. Tại sao bao nhiêu người đi ngang mà nó lại không có nhảy lên, nó không có phóng ra, mà tôi đi đến đây 6 con ếch nó phóng nhào ra tôi, tội nghiệp nó quá. Thôi mua 6 con ếch này thả đi. Đây là cái nhân duyên, một cái linh hồn của những con ếch này nó có nhân duyên sâu với mình, nó muốn mình một cái điều gì đó nhưng nó nói không được, thôi thì mình thả nó ra. Đấy là công đức mình vô biên. À, mình phải hiểu cái nghĩa phóng sanh là như vậy. Mình nhị đức háo sanh là phải cho đúng chỗ đúng nơi, chứ không phải đi mà đặt người ta rồi mình đi nguyên cái ghe, rồi cái mình mua vài tấn cá mình phải đặt người ta mới đủ cho lên chợ, làm sao có. Rồi như vậy thì vô tình
mình làm chuyện này nó không có đúng ý nghĩa. Rồi bây giờ ví dụ mình thả chim là có phước, nhưng mình tiếp tay cho cái thằng bắt chim. Bây giờ bữa nay nó bán mình nó được 2 triệu, ngày mai nó làm nữa chứ làm gì nó ngừng được. Bây giờ anh bắt chim không có một người nào mua, ngày mai anh có hành nghề nữa không? Anh ế quá không, không bắt được. Bán chim không có ai mua cho ngày thôi mở lòng thả luôn. Vậy nó cũng có phước, mình cũng có phước. Mình chỉ thương xót cho những con đó thôi. Rồi mình không thể tiếp tay cho người này làm ác. Rồi tôi chỉ ý kiến đôi điều. Dạ. Cái câu chuyện mình bố thí là bố thí tài, rồi bố thí vật, bố thí pháp và vô quý thí, thì tùy duyên của mỗi người. Thì như vậy mà chú Bảy nói rất là con khái phục chú Bảy á, tại vì nó nhầm người ta bố thí á, thì càng ngày người ta được càng phước, còn nó nhầm người ta bố thí á, càng ngày người ta càng đi xuống coi như là địa ngục luôn, tại vì mình làm những cái chuyện sai quấy nó không có đúng với đạo lý, mình tiếp tay với người ta. Dạ. Thì chú Bảy ơi, thì như vậy nè, thì hiện nay là có một cái số người người ta không có tin tưởng Phật pháp, thì người ta cũng chưa có hiểu về vấn đề này nè. Ví dụ người ta nói là cái này ví dụ như một cái bức tượng đi, mà thì người ta đã photo và sơn phết những cái hình màu này kia đó, thì ta nói là Phật này Phật kia, thì có người ta nói là cái này là không có phải, cái này là chỉ là hình tượng xi măng. Nếu mà theo chú Bảy nói, những người đó nói vậy là người ta có bị tội không chú Bảy? Người ta nói đúng, không phải nói sai. Và nói cho em biết là cái thờ tượng, thờ cốt, thờ hình, mình nghĩ đúng là nó đúng, mà mình nghĩ sai là nó sai. Tức là mình lấy sự để diễn lý. Ví dụ như bây giờ tôi thờ bức tượng Mẹ Quan Âm, thì quý vị vừa nhìn là quý vị sẽ biết bức tượng Mẹ Quan Âm rồi. Quý vị sẽ cảm nhận trong thân tâm quý vị là con đang đảnh lễ Mẹ Quan Âm. Như vậy cái tâm mình biết hay cái tượng đó biết? Cái tâm mình đang biết tôi đang đảnh lễ Mẹ Quan Âm, và mình đang nguyện Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thấy chưa? Mình trở về nội tâm mình, tâm tích Phật, lòng thành có Phật. Bây giờ chỗ đó một bức tượng cũng được, một tấm ảnh cũng được, nhưng mà Mẹ Quan Âm là tôi nguyện Mẹ Quan Âm. Rồi bây giờ lại đằng đẵng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì tôi đang không có tâm về Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tôi đang nguyện với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho dù ở đằng đẵng là cái gốc cây người ta đang tượng, hoặc là một cái cục đất người ta đang nắng, hoặc là một cái xi măng người ta đang đắp, nhưng mà mình lấy cái có để trở về cái chân không. Nhưng mình nói đây giả, mình kê là mình đập, là tâm mình đang phỉ báng Phật pháp. Tuy rằng không có, nhưng mình đụng vô là mình dướng liền. Là bởi vì mình đang coi Phật không ra gì, Phật là hư không, Phật đâu có làm gì mình, mà mắc mớ gì mình lại đập người ta. Ngày xưa đó, vua Lương Võ Đế đó, đi ngoài đồng gặp cái tượng Phật. Rồi như vậy á, ổng thấy Phật ở ngoài nắng, thương tiếc quá, tội nghiệp quá, mà cái tượng nó bằng xi măng mà. Nhưng mà ổng lại thương Phật, nên ổng lấy cái nón lá, ổng đội lên. Cái nhân duyên ấy, ổng thương Phật, mà đây là bức tượng quý vị à, nhưng mà kiếp sau ổng sẽ được làm vua. Quý vị thấy cái nhân duyên không? Nó vi diệu lắm. Nếu mà ai mà trong cái luật nhân quả đó, ai mà mình tạc lên cái bức tượng để cho mọi người chiêm ngưỡng, để mọi người trở về nội tâm mình mà đảnh lễ, thì người đó công đức vô biên. Cho nên bây giờ người ta nghe vậy, cho nên người ta rất là thạc tượng nhiều, người ta thờ rất là nhiều để cái tượng mình được nhiều người đảnh lễ, nhiều người chiêm bái, thì cái người thờ đó họ cũng được có cái phước. Vì họ đem Phật lại cho mọi người kính lễ, để họ trở về nội tâm, họ tưởng nhớ Phật. Rồi thì nói cái công đức như vậy thoáng qua để cho quý vị thấy trần gian là giả tạm, tất cả đều hừng không, nhưng mà mình lấy cái có dĩ quyển là có để độ cái chân. Thế thôi, hãy trở về chân tâm, mình là Phật ở trong tâm. Rồi con
cũng rất là cảm ơn chú Bảy. Thì có hiện nay là có cái này, nói chung ra bây giờ cũng mong chú Bảy giao duyên ha. Thì có một cái vị khán giả nói gì nè, hiện nay là có rất là nhiều người người ta làm những cái hình tượng của sư Minh Tệ á, rồi thì nếu mà theo giống như cái người lớn tuổi người ta nói gì nè, thì sư Minh Tệ thì cũng còn nhỏ tuổi, mà nếu mà làm hình mà lên thờ cúng như vậy á, mà nhiều khi đánh lễ mà quỳ có quỳ lại luôn, thì như vậy là có bị tội gì không và có ảnh hưởng gì đến mọi người không chú Bảy? À, nói chung á, là mình nghĩ cho xa sao mình không nghĩ ngày mai này là sư Minh Tệ được thành Phật. Dạ. Hôm nay á, tôi quay phim để làm tài liệu để một ngày mai này là một di sản văn hóa để cho tất cả chúng sanh đều hiểu. Cái lúc ấy ngài là một người bình thường như thế này nè, lần lần ngài sẽ tu đắc quả như thế ấy, ngài vượt qua từng cái chi tiết. Thì cái cuộn phim này là một cái món quà vô giá cho chúng sanh. Hôm nay cái bức tượng làm đây để cho cái thời son trẻ của ngài nó như thế, để làm kỷ niệm lại ngày mai này ngài thành Phật. Thì đấy, để cho chúng ta nhắc nhở lại chuyện xưa, thấy không? Thì nó hay quá, có gì đâu mà mình phải nghĩ một cái xa vời, để rồi cái người mà người ta đã làm nên bức tượng ấy, vì người ta quá ngưỡng mộ, thì ông ngưỡng mộ ai thì ông được quyền làm người nấy, người khác đừng có phê bình rằng đúng hay sai, đúng hay sai, chuyện của thiên hạ không phải của mình. Mọi sự việc trên đời này ai muốn làm cái gì thì làm, mà người ta nghĩ đúng là đúng, mà người ta mình lại mình nghĩ sai là sai. Cái nhà người ta xây rất là đẹp, mà bây giờ người ta có tiền tỷ rồi, người ta không khoái cái kiểu này nữa, ta đập bỏ mình. Ông này phung phí, nhưng mà cái chuyện của người ta làm, người ta thích cái kiểu khác, đập nhà bỏ chơi mua cái khác, làm cái khác. Cái xe đang chạy ngon lành, đập bỏ chơi mua xe khác. Như ta giữ được quyền, người ta làm vậy, mình thấy người ta sai, nhưng mà chuyện của người ta, ta làm, ta biết. Mình bình luận người ta để tâm mình nhiều chuyện, không có thanh tịnh, không ích lợi gì, đó chính là mình sai rồi. Con cũng rất là biết ơn cái câu trả lời của chú Bảy. Con nghe cũng đã được giải bài. Thì sẵn đây quý vị ơi, thì chú Bảy nói ý kiến rất là hay, thì mong quý vị cứ lên bình luận coi coi như thế nào, mong quý vị gieo duyên với chú Bảy. Dạ, thì cuối chương trình là chú Bảy có lời nào nhắn về cộng đồng không chú Bảy? Cuối chương trình tôi cũng như thường lệ cũng hưởng mong ơn trên cha mẹ thầy tổ luôn gia hộ độ quý vị có một tinh thần ủng hộ Phật pháp, có tinh thần ủng hộ giáo pháp, để mà quý vị luôn trở về nội tâm mình, để cố gắng tu tập, để giải trừ nghiệp chướng, để mà cứu cửa quyền thất tổ. Nếu ai mà có những điều gì thắc mắc thì hãy liên hệ với tôi, số điện thoại của tôi là 036 346 4441. Tôi luôn hết mình để trợ duyên và chỉ dẫn cho quý vị những điều quý vị chưa hiểu biết về Phật pháp. Còn về đường đời thì xin thưa với quý vị, tôi có biết, tôi cũng không có biết, tôi chỉ chia sẻ về Phật pháp thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.